Tụi mình là Winux DJ Space. Hôm nay thì Winux được trải nghiệm cái controller mới nhất đến từ Alpha Theta Việt Nam. Tên nó là DDJ Groove 6. Đó. Dạ, theo em thấy thích nhất phần Groove Swap của con này. Thì nó có thể kiểu remix line được, nhiều deck với nhau và rất là đa dạng với nhau. Thì theo em thì em thấy khá thích thì vấn đề là nó có một cái giao diện mới và giống như đang chơi trên CJ 3000 và tích hợp có những cái nút thay đổi stem ứng dụng cho Serato, Zoom, Sampler này nọ, nó vẫn hơi hợp lý. Thì cái stem nó rất là tiện, tại vì em xài Serato, em là Serato user thì nó hiện lên hết luôn. Và một cái máy em bản thân em cảm nhận một nó giữ tầm trung nhưng mà là nó phù hợp đáp ứng cho mọi người để xài, để tập ở nhà trước cho mọi người event thôi chứ không có gì hết, nhưng để phù hợp đi làm cũng được, để làm show nó không có quá cầu kỳ nhiều và nó cũng đầy đủ những cái function mọi người cần trên xe ô tô. Thì trước tiên em sẽ thấy con này là nó update từ con DDJ tiền nhiệm của nó là DDJ FLS6, và cái phần thứ hai nó hay nữa là nó tích hợp sẵn effect ở trên máy luôn và nó có thể connect được hai software là Recordbox và Serato. Thì nếu mà mình làm một cái user của Recordbox thì khi đi làm với lại Recordbox thì mình thích cái tính năng Groove Circus của nó. Cái tính năng này thì cho phép mình đổi cái drum của một cái bài nhạc thành thành một cái drum mà nó có cái tính unique, tính đặc biệt của nó, giống như là mình có thể live remix cái bài đó. Ví dụ mình đang để chơi một cái bài house đi thì mình có thể đổi sang một cái đoạn breakbeat và trên cái đoạn breakbeat đó mình có dùng những cái kỹ năng khác, ví dụ như stretching vào đó để cho nó phong phú trong cái set nhạc của mình.